Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và cảng hàng không Long Thành. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án theo quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban chỉ đạo được quy định tại quyết định số 262/QĐ-TTg. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các dự án theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án. Xem xét chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số công việc của dự án. Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp các nội dung phục vụ cho các kỳ họp của Ban chỉ đạo. Trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên ban chỉ đạo là đại diện cho các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Trưởng ban hoặc người được trưởng ban ủy quyền quyết định các nội dung công việc theo quyền hạn của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách đã ban hành, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế chính sách và những giải pháp để hoàn thiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.